Và đây là món bánh gói hay còn gọi là bánh xếp. Với công thức bột của mình ngày hôm nay thì bánh của mình sẽ vừa giòn, soft và nó sẽ có lớp nữa. Phần nhân thì rất là vừa ăn. Nếu thích món bánh ăn vặt này thì mình cùng nhau bắt tay vào làm nhé. Đây, nó sẽ có lớp như thế này. Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ cùng các bạn làm món bánh gói hay còn gọi là bánh xếp. Về nguyên liệu, ở đây mình chuẩn bị là 250g bột mì đa dụng hay còn gọi là bột mì số 8. Mình đã cho vào đây rồi. 120g nước. Ở đây mình sẽ sử dụng là 1/2 muỗng cà phê đường, 1/2 muỗng cà phê hạt nêm chay, hạt nêm từ rau củ đó các bạn. Nếu như không có thì mình sử dụng 1/2 muỗng cà phê muối cũng được. 1/4 muỗng cà phê bột nghệ, 10g bột bắp, sử dụng cho mình là 1 quả trứng gà. Bây giờ mình sẽ cho những nguyên liệu này vào. Bây giờ mình sẽ cho nước từ từ vào nha. Tùy theo bột mới bột cũ mà lượng nước có thể là khác nha. Mình cho hết nước luôn. Mình thấy nước nó còn hơi thiếu á, nên mình sẽ cho thêm ít nước vào nha. Tại vì cái này lâu lâu mình mới làm á, nên mình không có nhớ rõ lượng nước. Giờ mình sẽ cho từ từ, giờ mình sẽ cho trước 1 muỗng canh nước. Cho thêm 1 muỗng nữa. Mình sẽ trộn sơ như thế này nè. Rồi mình sẽ cho máy vào mình trộn. Nếu như không có máy thì mình nhào tay. Mình nhào tay đến khi nào bột dẻo mịn là được nha. Rồi giờ mình sẽ cho vào máy nhồi. Bột mình nhồi cũng khoảng được 5 phút rồi đó các bạn. Bây giờ mình sẽ lấy ra nha. Bây giờ mình sẽ đậy cái phần bột này lại. Mình đậy kín nó lại để không nó khô. Và mình ủ khoảng nửa tiếng. Nhớ nha các bạn, đậy kín lại và ủ trong nửa tiếng. Trong lúc này thì mình có thể là chuẩn bị phần nhân. Bột thì mình có thể là mình để cho nó nghỉ lâu hơn nửa tiếng cũng được. Ở đây mình chuẩn bị là 300g thịt nạc. Mình đã xắt miếng nhỏ rồi, một hồi mình sẽ xay cho nó nhuyễn ra. Ở đây mình sử dụng là 50g tôm khô. Và mình đã ngâm nước được khoảng 20 phút cho nó nở ra. Rồi mình chắc nước là được rồi. Ở đây mình sử dụng là 20 quả trứng cút. Mình cũng đã luộc rồi. Về trứng cút thì mình không có luộc lâu nha các bạn. Mình luộc khoảng 7 phút là được rồi. Sau khi luộc 7 phút mình tắt bếp, mình để yên thêm khoảng 5-10 phút nữa. Nó sẽ dính dần dần. Chứ mình không có luộc lâu. Mình để yên ở trong nước sôi đó. Rồi mình để yên đó, mình có thể là mình đi làm chuyện khác. Sử dụng cho mình là ớt hành lá, ngò rí và vài củ hành tím như thế này. Củ sắn thì mình sử dụng là 350g, 150g cà rốt. Bây giờ mình sẽ bắt đầu sắc cái phần củ sắn, cà rốt này mình sắc nhuyễn ra thành hạt lựu. Củ sắn, cà rốt mình đã sắc nhuyễn xong rồi nè. Các bạn sắc càng nhuyễn càng tốt nha. Chứ mình sắc to quá thì cái nhân nó không có ngon. Hành lá, ngò rí và hành tím mình cũng đã sắc rồi. Hành lá, ngò rí, hành tím. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đi xay phần thịt. Thịt thì mình chỉ cần là xay vừa phải thôi các bạn, đừng có xay nhuyễn quá nó không ngon. Bây giờ mình sẽ bắt đầu xào phần nhân nha. Để tạo màu sắc đẹp cho nhân thì mình có thể là sử dụng là dầu màu điều. Nếu như không có dầu màu điều thì mình sử dụng là dầu ăn bình thường cũng được. Mình cho vào đây khoảng 2 muỗng canh. Cho hành tím vào. Cho phần cọng cứng của hành lá vào.
mình cho tôm khô vào xào luôn. Sau khoảng 1 phút bây giờ mình sẽ cho thịt vào. Mình sẽ để lửa lớn để tránh cho thịt ra nước. Khi thịt đã tơi ra rồi mình sẽ cho cà rốt và mình xào trước. Nó sẽ giúp cho có màu đẹp luôn nha. Cà rốt nó cũng sẽ ra màu cam rất là đẹp. Mình sẽ xào trong khoảng 2 phút. Sau khi xào được 2 phút, bây giờ mình sẽ cho phần củ sắn còn lại vào. Một muỗng cà phê hạt nêm chay. Hạt nêm chay nó sẽ ngon hơn. Nếu như không có hạt nêm chay thì mình sử dụng là hạt nêm bình thường cũng được. 1/4 muỗng cà phê bột ngọt. 1 muỗng canh đường. Giờ mình sẽ hạ xuống lửa vừa thôi. Nhưng có bị nó bắt đầu khô ráo thì mình sẽ hạ xuống lửa vừa, chứ để lửa lớn quá nó khét. Mình sẽ nêm vào đây thêm khoảng 1 muỗng cà phê đường với 1 muỗng cà phê hạt nêm nữa các bạn, cho nó đậm đà. Khoảng 2/3 muỗng cà phê hạt nêm thôi. Về gia vị thì tùy theo gia đình mình nêm cái phần nhân sao cho vừa ăn nha. Phần nhân thì nãy giờ mình xào cũng khoảng 6 phút là nó chín rồi. Tại vì phần cà rốt với củ sắn á, mình sắc nhuyễn nên nó rất là chín, mau chín lắm. Bây giờ mình sẽ cho cái phần hành lá và ngò rí vào nè. Mình chỉ cần trộn đều nó lên là được rồi. Rồi như vậy là được rồi, mình tắt bếp. Đối với cái món này là mình phải cho tiêu nhiều nhiều nó mới thơm nha. Ít tiêu quá nó không ngon. Chưa gì đã hấp dẫn rồi đó các bạn, cái phần nhân rất là thơm. Rồi như vậy là phần nhân của mình đã hoàn thành. Mình sẽ để cho nó nguội rồi mình mới gói bánh được. Bột mà sau khi mình cho nó nghỉ xong, giờ mình sẽ phủ một ít bột khô, mình sẽ nhồi nó lại. Mình sẽ trải bột khô ra. Giờ mình sẽ nhồi nó lại. Mình nhồi khoảng 5 phút là được rồi. Phần bột mình đã nhồi xong rồi nè. Các bạn cho bột áo và các bạn nhồi đến khi nào mà cảm nhận không dính tay là được nha. Mình cân cục bột này là được khoảng 490g. Bây giờ mình sẽ chia thành 10 phần. Mỗi một phần thì nó gần 50g. Bột mình đã chia thành 10 phần bằng nhau rồi. Bây giờ mình sẽ đi làm phần bột dầu. Ở đây thì mình cũng sử dụng là một muỗng canh bột mì. Bột mì nãy mình làm bánh này luôn đó. Mình sẽ cho vào đây một ít dầu ăn. Do đó này nó được gọi là bột dầu. Bột dầu này giúp cho cái bánh của mình nó sẽ có từng lớp á. Mình cho trước một muỗng canh. Thêm một chút nữa các bạn, nó hơi khô. Cái này mình nhắm chừng là được rồi. Bây giờ mình sẽ bắt đầu gói bánh. Mình cho một ít bột khô ra để hồi nếu như nó dính thì mình phủ nó. Mình sẽ đè cho nó hơi dẹp dẹp ra. Bây giờ mình sẽ cho cái phần một ít bột dầu lên. Mình chét cái bột dầu một lớp mỏng thôi. Nếu như bột dầu mà thiếu thì mình pha thêm tiếp tục. Rồi sau khi mình đã chét đều hết rồi nè. Bây giờ mình sẽ cuộn nó lại như thế này.
mình cuộn nó lại như thế này rồi mình sẽ cán theo chiều dọc. Rồi mình sẽ cuộn tiếp tục như thế này. Rồi như vậy là xong rồi đó. Mình không còn cuộn tiếp nữa nè. Bây giờ mình sẽ cán cho nó tròn ra. Mình cán cho nó hơi mỏng mỏng ra như thế này. Đừng có mỏng quá nha. Mỏng quá thì mình khi mình gói nó sẽ bị gách á. Giờ mình sẽ cho phần nhân vào. Mình thì mình gói bánh không được khéo. Nếu như có xấu các bạn thông cảm nha. Mình cho trứng cút vào. Xong rồi mình sẽ bẻ lại như thế này. Rồi như vậy là xong rồi đó. Nếu như các bạn thích làm cái nhỏ thì mình làm nhỏ hơn nữa. Mình sẽ sử dụng mỗi một viên bột thì nó khoảng gần 50 g. Thì các bạn có thể là sử dụng viên bột khoảng 30 g thì cái nó nhỏ hơn. Tương tự vậy các bạn làm hết cho mình nha. Bánh mình đã làm xong rồi nè các bạn. Mình làm không được khéo nên nó cũng không có đẹp lắm. Nhưng mà miễn sao nó chất lượng ngon thì là được rồi. Ở nhà mình làm mà nó sẽ dư một ít nhân như thế này. Các bạn có thể là pha thêm bột rồi mình làm tiếp nha. Cái phần nhân này đó mình có thể là sử dụng trong bánh cuốn, bánh mặn cũng được, đều rất là ngon. Bây giờ mình sẽ bắt đầu đem đi chiên phần bánh này. Dầu nóng rồi mình sẽ cho bánh vào nha. Bánh mình đã chiên được khoảng 10 phút rồi nè. Bánh của mình nó căng phồng ra và nó giòn và nó vàng như vậy là được rồi nha. Mình sẽ gấp ra. Tương tự vậy mẻ còn lại thì các bạn cũng chiên y chang như vậy nha. Bánh của mình đã chiên xong rồi nè các bạn. Bên ngoài thì nó giòn giòn xốp xốp, rất là ngon. Bây giờ mình sẽ cắt ra cho các bạn xem nha. Cái phần vành này thì nó là giòn, còn cái phần bột này mình đã cán mỏng rồi đó, nó sẽ giòn xốp. Đây, nó sẽ có lớp như thế này. Nó vừa có lớp, nó giúp cho cái bánh của mình nó xốp, nó không có bị cứng. Phần nhân rất là thơm, bên trong có nhân trứng cút nữa các bạn. Bây giờ mình sẽ ăn thử một miếng nha. Bánh rất là ngon. Cái phần bìa này nó sẽ giòn à. Phải nói thật sự là bánh này rất là ngon các bạn. Các bạn hãy cùng nhau bắt tay vào bếp để làm món này cho gia đình mình nha. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.